một con loa đến từ thương hiệu Danomax nha, SK15D2. Thì em loa này là một em loa rất là gì đó là xịn sò nha. Nó được sở hữu bán là 40, công suất là 550W, loa 3 đường tiếng nha, mic bass chép đầy đủ. Cấu hình của loa là một bass, một loa trung và một chép. Và loa này nó có chiều cao là 74 nha, và nó nặng là 29kg ạ. Và em loa này cũng có đầy đủ các cái kết nối Bluetooth là 5.0 nè, và cũng có một cổng USB, một cổng thẻ nhớ, hai cái ngõ in ra, hai ngõ in ra, ngõ out, giắc cắm hoa sen 6.5. và tên cái loa này mình có thể chỉnh được là con của micro là bass, mid nè, chép mid nè, echo, delay, reverb, có echo, reverb để nâng cái giọng hát mid karaoke hay hơn nha anh chị. Và mình chỉnh nhạc là mình có thể chỉnh được volume nhạc, bass nhạc, mid nhạc, và có một cái nốt để mình chỉnh âm lượng của guitar nha. Ở đây này sẽ có 3 ngõ, 2 ngõ mic có dây và 1 ngõ mic guitar. Trong cái loa này sẽ được trang bị cho mình một cái bình điện 12V 14A. Và cái loa này cũng có cái chức năng là vừa sạc vừa sử dụng, nên anh chị cứ yên tâm, nếu mà mình lỡ quên sạc thì cũng không sao, mình cứ vừa sạc vừa hát cũng không sao nha, nó không có ảnh hưởng tới cái bình và cái tuổi thọ của loa. Và đi theo con loa này là cầm mic cầm chắc tay, xịn sò, sáng bóng, mic UHF nha. Mình chỉnh lượng là âm lượng là xác định tần số lên mic. Và con loa này bên em đang bán với giá là 4490 nha. Anh chị em nào mà thích em nó thì vô vô giỏ hàng comment cho em nha. Riêng em nó về nha.